Em tên là Trần Ngọc Thu Ngân, năm nay em 27 tuổi. Em tên là Nguyễn Quỳnh Đăng Khoa, hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương. Bây giờ thì quay lại thì thấy cũng lớn tuổi rồi. Mình có chắc chắn là mình thích phụ nữ không? Dạ có chị. Thật sự em chưa trải qua mối tình nào hết á chị Tường. Trời đất ơi sao kỳ vậy? Mình thích con trai không? Bạn sẽ muốn tìm một người yêu thế nào? Ngoại hình đó thì có thể là da trắng trắng xíu, tóc dài, có giọng nói rất là dễ thương. Em thích tóc trẻ 73. Không biết ai bên kia tóc có trẻ 73. Trẻ không không. Chị coi giùm em coi là ảnh có nhuộm tóc không? Ủa? Là không thích hay là thích? Không thích vậy. Không 73 thì từ từ chảy nha em. Không được nhuộm. Em tên là Linh. Em được sinh ra ở quê nghèo giữa đồng bằng sông Hồng. Em tên là Thái Thị Thanh Thảo, năm nay em 26 tuổi. Đến với chương trình mình mong muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em nghe mấy bạn em nói là bồ của mình xấu á, thì bạn nó chê. Còn nếu như bồ của mình đẹp á, thì bạn nó mê nó dần. Nên em nghĩ là mình khá khá thôi, không cần đẹp trai lắm. Chuẩn khá khá của em là sao nè? Dạ, em thích anh Trường Giang vậy. Thích Trường Giang? Dạ. Mình có điều gì mình không thích, mình tối kỵ ở người phụ nữ không? Điều không thích ở người phụ nữ nhất là săn mình. Cái thứ hai là ăn chơi, đưa đòi, xe xua này nọ, lè loẹt. Đợi coi cái này. Mà em không thích nhuộm tóc đúng không? Thấy tóc có nhuộm gì được không? Chắc là một vài tháng nữa thì nó sẽ hết. Trời ơi! Trời đất ơi, vậy là không được đó hả?